Alo, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục làm video chia sẻ với các bạn là cách cài đặt cái bộ kích sóng Wi-Fi Totolink EX200 nha các bạn nhé. Thì bên mình có rất là nhiều loại cái bộ kích sóng Wi-Fi như Mericusit hoặc là Totolink EX200. Thì đối với cái hai cái phiên bản này nó giá gần bằng nhau nha các bạn nhé. Tuy nhiên là mình thấy cái Totolink này thì nó có chức năng nó hơn so với cái Mericusit nha các bạn nhé. Như trước đây mình làm thì video sau đây mình sẽ giới thiệu qua cho các bạn cái bản kích sóng Wi-Fi Totolink EX200 nha các bạn nhé. Trong cái hộp của nó thì có một cái bộ kích sóng này các bạn này. Cái này nhìn rất là đẹp nha các bạn nhé. Ở trên này có các cái nút system và extension nha các bạn nhé. Cái system này là nó báo ở cái khi mà chúng ta cắm thì nó đèn nó bật lên nha các bạn nhé. Cái extension này thì là đèn tín hiệu nè các bạn này. Thì các bạn có thể thấy ở đây, đây là một cái cổng LAN nhé các bạn nhé. Ví dụ như các bạn thường thường sử dụng cái máy để bàn, máy tính để bàn hoặc là tivi mà có cổng LAN nhé các bạn nhé. Thì chúng ta có thể cắm vào cái lỗ này, có cái cổng LAN này từ cái bộ kích sóng này vào máy tính hoặc là tivi nhé các bạn nhé. Bên cạnh đó thì có một cái nút reset. Thì video lần trước mình đã hướng dẫn cho các bạn cách reset ở trên cái bộ kích sóng Wi-Fi Totolink này rồi các bạn nhé. Thì video sau đây mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn cách cài đặt cái bộ kích sóng Wi-Fi này. Các bạn để ý một chút, đấy là khi mà chúng ta cắm vào điện nha các bạn nhé. Một cái đèn system này và một cái đèn tín hiệu. Thì hiện tại cái đèn tín hiệu nó chưa có đúng không các bạn? Đây, điều đầu tiên chúng ta vào ở trên điện thoại nhé các bạn nhé. Chúng ta vào cài đặt này, chúng ta vào Wi-Fi nhé các bạn nhé. Ở đây nó sẽ hiện cái tên Totolink nhé các bạn nhé. Thường thường người chúng ta vừa mới cắm vào thì chúng ta chờ một chút nó mới loát được nhé các bạn nhé. Tầm khoảng một phút sau khi cắm vào thì chúng ta mới tìm được. Hoặc là chúng ta sau khi chúng ta tắt Wi-Fi đi và bật lại nhé các bạn nhé. Thì ngay lúc đấy thì nó xuất hiện cái bản Totolink EX200 này các bạn này. Chúng ta kích vào nhé các bạn nhé. Rồi bây giờ nó đã kết nối vào có chữ tích V nhé các bạn nhé. Sau đấy thì ở trên các cái điện thoại ví dụ như là Samsung thì chúng ta có thể sử dụng cái Chrome nhé các bạn nhé. Hoặc cốc hoặc là các cái máy đời iPhone thì chúng ta chọn vào cái Safari này các bạn này. Safari đây cũng được nhé. Hai nữa là chúng ta vào Chrome cũng được. Ở trên các cái điện thoại Android thì chúng ta chọn cái biểu tượng này nhé các bạn nhé. Ở đây mình sẽ chọn cái Chrome này nhé các bạn nhé. Ở đây chúng ta gõ địa chỉ này các bạn này, 192.168.0.254 nhé các bạn nhé. Đây, 192.168.0.254. Và lúc này thì nó xuất hiện cái cấu hình nha các bạn nhé. Chúng ta chọn cái chế độ mở rộng sóng này các bạn này, phía bên tay phải nha các bạn nhé. Lúc này chúng ta chờ một chút, nó đang tìm tất cả các cái mạng Wi-Fi xung quanh của nhà mình nha các bạn nhé. Hiện tại mình sẽ kích sóng từ cái phụ kiện đại răng này các bạn này. Kích sóng ở đây nhé. Ở đây mật khẩu của Wi-Fi gốc nha các bạn nhé. Wi-Fi gốc là 1.8 này. Đấy, mật khẩu 1.8. Chúng ta kéo lên trên này các bạn này. Chúng ta bấm vào sửa đổi tên này các bạn nhé. Chúng ta kích vào đây này các bạn này. Có ô dấu tròn khi nào có biểu tượng màu đen nha các bạn nhé. Và ở phía dưới chúng ta đổi tên nhé các bạn nhé. Phụ kiện đại trang 1 hay 3 chẳng hạn nha các bạn. Đây, mình sẽ đổi cái tên khác. Tên của nhà bạn nhé các bạn nhé. Thường thường ở các bạn để 8 ký tự và không tiếng Việt không dấu nha các bạn nhé. Ở đây mình sẽ đặt là phụ kiện đại trang này các bạn này. Rồi, mật khẩu mình có thể đổi đi nha các bạn nhé. Ở đây mình sẽ đổi 123456789 hoặc là các bạn để nguyên cái mật khẩu Wi-Fi gốc cũng được nhé các bạn nhé. Ở đây mình sẽ đổi từ 1 đến 0 nhé các bạn nhé. Chúng ta bấm kế tiếp và lúc này đã xong rồi các bạn này. Rồi chúng ta chờ một chút cái tín hiệu ở phía trên cái đèn này chúng ta xem là cái màu gì nhé các bạn nhé. Hiện tại thì nó đang kết nối được rồi các bạn này. Bây giờ mình sẽ vào ở trên điện thoại nhé các bạn nhé. Chúng ta vào cài đặt này các bạn này. Chúng ta vào Wi-Fi nhé. Lúc nãy mình đặt cái tên là phụ kiện đại trang 123 đúng các bạn. Đây, nó xuất hiện đây rồi. Và bây giờ mình sẽ kết nối nhé các bạn nhé. Mật khẩu lúc nãy chúng ta là 1 đến 0 đúng các bạn.
Cái này chúng ta chờ một chút, bởi vì là lần trước mình đã đặt cái tên này rồi nhé các bạn nhé. Thường thường chúng ta mà không cài đặt không được thì chúng ta có thể đổi tên khác đi nhé các bạn nhé. Đây, mật khẩu nó bảo là không đúng. Bây giờ mình sẽ điền mật khẩu này các bạn này. Lúc nãy mình sẽ đặt 1 đến 0 nhé các bạn nhé. Và chúng ta bấm kết nối. Rồi, nó có chữ tích V rồi các bạn nhé. Các bạn có thể bấm chữ Y ở đây xem cái địa chỉ của nó này các bạn này. Ở đây là 43.2 nhé các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ vào cái YouTube của mình. Đây, chúng ta... Các bạn có thể thấy ở đây cái đèn này các bạn này. Cái đèn nó có màu xanh rồi đúng không các bạn? Đây, trong cái kênh của mình có rất là nhiều. Đây, cái tiết điệu màu xanh này có nghĩa là ok nhé các bạn nhé. Đấy, mình đã xem video này ở trên YouTube này các bạn này. Cái màu xanh này nó báo là tín hiệu rất là chuẩn nha các bạn nhé. Cài thì rất là đơn giản đúng không các bạn? Cái kênh của mình có rất là nhiều cái video mình đã hướng dẫn nha các bạn nhé. Đây, thì tiếp tục mình sẽ lấy một cái dây mạng nhé các bạn nhé. À, hai đầu nhé các bạn nhé. Đây, cái dây mạng của mình lấy rất ngắn thôi. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn ở trên cái máy tính xem kết nối từ cái cục kích sóng từ nhà hàng xóm ở phía bên kia sang cái cục của mình. Và bây giờ cái cổng LAN này mình sẽ cắm vào cái máy tính của mình xem được không nhé các bạn nhé. Y để xem các bạn xem cái mạng có vào được không nhé các bạn nhé. Mình sẽ tắt disable cái wifi này đi nhé các bạn. Chúng ta vào internet này. Chúng ta vào trên adapter option nhé các bạn nhé. Thì nó có một cái bảng xuất hiện như này. Chúng ta có thể tắt cái mạng wifi này đi nhé các bạn nhé. Mình sẽ disable này sẽ nó sẽ mờ nhé các bạn nhé. Đấy. Còn bây giờ cái mạng cổng LAN này các bạn này. Bây giờ mình xem cái địa chỉ nó nhận chưa nhé các bạn nhé. Chi tiết này. Đây là 1.1. Mình đang để chế độ IP tĩnh nhé các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ đổi đi một chút. Đây. Bây giờ mình sẽ vào Property nhé các bạn. Thường thường cái này mình lúc nữa mình sẽ để động xem nó có nhận hay không nhé các bạn nhé. Internet này. Bởi vì mình đang đặt cái chế độ IP tĩnh. Mình sẽ để động xem nó kết quả nó có nhận hay không nhé các bạn nhé. Đây, chúng ta chờ một chút nhé. Đây, Internet nó đang kết nối rồi các bạn này. Nếu mà ở đây .4.3.58 là nó nhận luôn, nó tự động nó nhận nhé các bạn nhé. Bây giờ mình vào Internet thì xem sao nè các bạn nè. Đây nhé các bạn nhé. Hiện tại mình đang cắm vào từ một cái kích sóng Wi-Fi vào máy tính nhé các bạn nhé. Vô kích sóng Wi-Fi này các bạn có thể dùng dây. Nếu mà các bạn sử dụng cái máy tính để bàn hoặc là TV có cổng LAN nhé các bạn nhé. Thì các bạn có thể cắm vào cách này. Hiện tại thì mình đang cung cấp cái Toto Link này nhé các bạn nhé. Rất là nhiều và bảo hành chính hãng 2 năm nhé các bạn nhé. Các bạn quan tâm thì liên hệ với số điện thoại 0981 622 291 nhé các bạn nhé. Rồi ok, xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.